thắng. Vâng, những pha đóng e rất cơ bản thôi. Chúng ta hãy cùng chờ xem rằng chim sẻ nắng bãi quả đầu là bao nhiêu cây. Gỗ đầu là tương đối gần dành cho game thủ chim sẻ trong trận này. Đóng quả, vâng, đóng gờ để ăn quả luôn cũng không thành vấn đề gì cả. Vâng, không thành vấn đề gì cả. Bãi đá. Vâng, hiêu đây. Chúng ta cùng chờ xem chim sẻ sẽ xử lý như thế nào với bài này. Phát hiện ra hiêu cũng không phải là quá sớm nhưng không phải là quá muộn. Vâng, chim sẻ đang muốn đưa những con hiêu này về với nhà chính của mình. Có vẻ như đây là một bài tàu đến từ chim sẻ. Vâng, thiết kế chữ S đầu không? Vâng, chim sẻ cần phải cơ cấu những con nông dân ăn hiêu thật nhanh. Cơ cấu ăn ra, vâng, ăn hiêu là tương đối muộn dành cho game thủ chim sẻ. Không biết rằng có bị chậm dần không? Vâng, có lẽ là sẽ không chậm dần. Vâng, với đẳng cấp của game thủ chim sẻ rằng khi đánh xe thì có lẽ là không chậm dần. Vâng, hai hiêu nằm xuống và cắt ngay một con nông dân đi khu vực khác để có thể, vâng, để có thể dò thêm đồ ăn nhà mình. Một bầy hiêu, ba hiêu rất đẹp dành cho chị, như vậy là ổn rồi. Và bãi quả là bao nhiêu cây chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Chim sẻ vẫn chưa dò hết bãi quả của mình. Vâng, tôi sẽ phải xem máy chim sẻ cho đến khi nào mà chim sẻ dò hết ra bãi quả. Hiện tại tôi nhìn thấy dường như đó một bãi quả cũng có, vâng, 2, 4, 6 cây. Nhưng biết đâu đấy. Vâng, 2, 4, 6, 7 cây đấy, tôi bảo rồi mà. Biết đâu bất ngờ. Vâng, em lên bàn thờ ăn xôi, bãi quả cũng có 7 cây dành cho tất cả những anh em nào đánh trận lẻ. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, pha dò bãi quả cũng là tương đối chiến thuật đến từ chim sẻ. Có vẻ như ông này cũng có năng khiếu, vâng, quay sân cương đấy. Ok, và chúng ta quay trở lại với trận đấu này thôi. Màn hình máy tới từ game thủ đấu 1, 17/20. Vâng, màn hình máy tới từ game thủ đấu 1, 19/20. Đầu 1 cũng có một bầy hiệu gồm có 6 con đưa về với nhà chính của mình. Gỗ đầu là tương đối đẹp. Vâng, gỗ là đẹp dành cho game thủ đấu 1 trong trận này. Đánh xeng thuần tiến, mua nhiều gỗ này là tươi. Vâng, vai trò của đấu 1 trong kiểu đấu 22 này rất đơn giản thôi. Vâng, câu kéo thời gian. Vâng, là lướt đỡ nhà để cho game thủ chim sẻ có thể cân 2. Bởi vì đấu 1 sẽ là một trong những mục tiêu có thể nói là dễ sơi hơn rất nhiều so với game thủ chim sẻ nắng trong một chiến thuật 2v1 của bên phía đối phương. Và chúng ta quay trở lại với máy của game thủ chim sẻ nắng. Thiết kế chữ S thứ 3 để có thể ăn bầy hiêu này. Một bầy hiêu 7 và một bãi quả phụ là quá đủ để cho một game thủ cầm xe có một bài khỏe khi đánh cung đơ. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, chim sẻ sẽ thi đấu bài này như nào. Tôi chắc chắn một điều rằng nếu như nghe có dâng A thì cũng sẽ chỉ dâng A vào nhà của game thủ nó một mà thôi. Bởi vì nếu như dâng A vào nhà chim sẻ, vâng, mà chơi thế 2v1 thì chim sẻ sẽ câu kéo khiến cho cặp đôi của phía team Sky mất rất nhiều thời gian. Vâng, việc công vào nhà của game thủ nó một là tôi nghĩ rằng đó là một chiến thuật hợp lý hơn dành cho thành viên của phía team Sky. Vâng, căn ke từ gỗ đến từ chim sẻ là tương đối chuẩn chỉ. Một vài phút nữa thôi, chúng ta sẽ được thấy rằng là nhà của game thủ nó một sẽ bị 2v1. Và nghe thì vẫn luôn là một trong những game thủ có lối đánh. Vâng, một lối đánh cống hiến. He không phải là một game thủ có thiên về khả năng tay to phát triển. Chính vậy, vâng, lối đánh của He nó cũng ảnh hưởng tới lối đánh của Team Sky trong việc đánh cung đờ nói chung. Thường thì sẽ là người dâng A để bán máu cho người đội trưởng của mình, đó là game thủ Yuki. Nhưng vâng, khi mà đối đầu với cặp đôi của phía GBB trong đó có chim sẻ thì có lẽ rằng mục tiêu của
của anh em đó chỉ là No1 mà thôi. No1 là một đối thủ vâng dễ chơi hơn rất nhiều so với những thủ chính thể đi nắng. Luận về việc thủ nhà, việc tay to phát triển hay độ lả lướt câu kéo thì game thủ chim sẻ cũng hơn No1 tôi nghĩ rằng là tương đối nhiều. Nên việc có thể one hit được game thủ chim sẻ là một điều bất khả thi dành cho cặp đôi của phía Team Sky. Vâng, chia thứ 3 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Những thời tiết, những thời khắc yên bình đã bắt đầu qua đi và chúng ta chuẩn bị đến với những tình tiết công nhà điên cuồng. Tôi sẽ quay sang màn hình máy của game thủ No1 bởi vì nhiều khả năng rằng No1 lại tiếp tục bị ốp A. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, nâng cấp bánh xe. Và đây một trận đấu có lẽ rằng game thủ No1 sẽ là người đánh với 5A. Vâng, soi tham liên tục, tất cả đều 27 dân. Hai game thủ bên phía Team Sky là những người chưa lên đời trong trận này. Như vậy là rất đơn giản rồi. Vâng, có lẽ rằng chúng ta sẽ có trận thắng thứ hai dành cho cặp đôi của bên phía Game TV hay chăng? Hả? Hả? Ở đây này, anh vào đây. Vâng, hai game thủ bên phía Team Sky là những game thủ không lên đời trong trận này. Vâng, công việc là rất đơn giản rồi. Chim sẻ và No1 sẽ là người đánh ở thế công. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem tân quân đầu tiên tới từ chim sẻ đi nắng nó sẽ đi như thế nào. Tân quân đầu tiên là một tân quân rất quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thế cục của trận đấu. Và chim sẻ bắt đầu đẩy quân đi khi nhận thấy rằng mình là người lên đời sớm hơn đối phương. Đấm ngay vào một góc tường, cánh rừng này mà nó kín thì thôi mắc ba le. Vâng, như vậy là vẫn có đường đi dành cho chim sẻ. Tân quân thứ hai, chim sẻ sẽ đứng thủ nhà để bắt quân của đối phương thôi. Tân quân đầu sẽ đi, chúng ta cùng chờ xem chim sẻ sẽ vâng đẩy tân quân đầu nó như thế nào. Bò bế nhà cửa của mình từ rất xa. Đây là một thế nhà cực kín dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Vâng, gặp luôn. Đây là game thủ Yuki. Hai tân quân cung đờ và phá vỡ e của game thủ chim sẻ không được. Vâng, một cung đờ nằm xuống. Vâng, pha điều có thể nói là cực kỳ tinh tế đến từ game thủ chim sẻ. 10 cung đờ bắn cùng một hướng và con cung đờ của game thủ Yuki nằm xuống luôn. 52-52, hơi mít e tới từ chim sẻ. Vâng, có lẽ cần phải đóng thêm e trong tình huống này. Và chim sẻ vẫn đang đẩy quân đi. Tôi chưa nhìn thấy nhà đối phương đang ở đâu. No1 đang có điểm số cực cao trong trận này. Bắn máy tới từ game thủ No1 đấu quân với người bạn, người ta gọi là chí cốt, đó là game thủ E. Chim sẻ đang có hai tân quân tạt sang nhà của game thủ E. Chúng ta hãy cùng chờ xem He có thể đỡ được nhà trong tình huống này không. Đó là một câu chuyện phải nói là rất nan giải dành cho game thủ E. No1 đang có mặt ở đây và pha nây trồ nhà đến từ hai game thủ bên phía Team Game TV. Pha điều quân của game thủ E nhưng He đang đứng dưới dốc. He đang lùi lại. He phải gọi Yuki sang cứu hoặc He sẽ mất nhà. Một trong hai. Chim sẻ không phải quá đông quân nhưng No1 đã ốp được A của nhà đối phương. Đây là một dốc rất cao dành cho game thủ No1. Đứng trên cái dốc thôi là hoàn toàn thể đỡ nha. Nhưng trong nhà của game thủ No1 đang có hai kích tấn quân của game thủ Yuki. Đỡ được tần này. Chiến thắng sẽ thuộc về các thành viên của bên phía Game TV trong trận này. Cũng mất khá nhiều tay dành cho game thủ No1 trong tình huống này. Quay trở lại với máy của chim sẻ đang. Chim sẻ lại kéo thêm. Và không phải là hai tân quân mà là toàn bộ số lượng cung đờ của mình đang có. Chạy thẳng đến nhà của game thủ E. Vâng, He. Bây giờ thì He có lẽ giờ bên này nằm xuống thôi. Khi mà số lượng cung đờ của phía Team Game TV dồn lên nhà của He đang là quá đông. He chưa phải là chim sẻ. Khả năng thủ nhà của He tôi nghĩ rằng không thể nào. Vâng, không thể nào có độ lả đứt như chim sẻ trong tình huống này được. 73-88. Rất đông quân tới từ chim sẻ đi nắng. Kéo lên trong tân này. Và Yugi đã phải mang quân sân cứu. Tôi vừa nhìn thấy vâng cung đờ của game thủ 8 pha vẩy bắt quân của game thủ chim sẻ. Vâng, có game thủ Yugi đang có mặt ở đây nhưng vấn đề rằng số lượng cung đờ của chim sẻ đang đứng trên dốc là rất đông. Vâng, nghe đi sai 2-0 dành cho cặp đôi của bên phía Game TV. Một trận đấu đánh cũng là tương đối đơn giản thôi khi mà vâng bên họ là những người không lên đời. Và các bạn hãy cùng chờ đợi trong ít phút chúng ta đến với trận đấu thứ ba. Phải chăng là 3-0 ở trong vòng tứ kết?